Sói đưa tâm đi. Giờ bạn qua sói. Cái hiện tượng trên uống cấm này gọi là âm ba la xá ba la ấm spicy xá có ba so, gọi là hiện tượng âm pháp của ai? Thiện Ma Dương và ai nữa, cuối cùng Phật Di Lặc một phần, Thiện Ma Dương một phần, là Ma Thiện Dương một phần, gọi là họ cấu kết với nhau. Họ đang mở là dòng là cửa ngục thứ ba và thứ sáu để đưa hoàn cầu về cho tất cả là núi là Cô Tô Sanh Tiên và tất cả những là hồng quang hồng giả hồng đời của âm giới địa Phật ngũ Phật tam Phật. Cái này mới có một phần hai thôi quý vị, còn là hai phần ba nữa là núi ông cấm mình sẽ có hai hiện tượng nữa. Nhưng mà tiếng sấm nổ đã nổ vang, tiếng pháp môn đã nổ môn, tiếng bùng trời đã nổ vang dậy, nên tất cả mọi người cứ yên tâm mà tu hành. Mà tu làm sao đúng, tu làm sao cho sai. Và núi Bà Đen thì tất cả dòng hồng họ phải đưa về núi Cô Tô Sanh Tiên, gọi là Hoàng Thiên Dị Tiên, Hoàng Tam Dị Tam, Hoàng Trời Đỉnh Mộng, là Cung Thiên Địa Thiên, gọi là Long Thiên Hoa Hội. Bất cứ núi nào từ từ sẽ xảy ra là hiện tượng tùy theo lớn nhỏ. Vì núi Bà Đen, các vị Phật, các vị Tôn và các vị Thánh, các vị Thần đã ra đời tất cả, mượn âm pháp đầu pháp gọi là giống như từng mây, giống như âm pháp, giống như thiện tượng của trời đất Phật. Đó gọi là âm dương đại kim dương, đất Phật hạng quảng hoa, gọi là công pháp đại pháp, để hút tất cả mọi hoàn cầu, vị cầu, tam cầu của người âm giới, nghị giới. Sau đó là tất cả mọi thứ phải đưa về trời đất. Cái đó là hiện tượng là mới cung toàn cõi hai thôi quý vị. A Di Phật không phải gì tạo ra, mà cung cửa địa ngục mở ra là tạo ra. Gọi là địa ngục là 1213 và 1216 là khai mở cửa lần đầu này, là một tính ra đó là 13 triệu là 213 năm đã khai mở lòng cầu. Là nói thẳng ra con người mình, nói với các chị nghe, là sống ở đài của Đức hay không là Diêm Vương đều biết hết và tất cả âm giới đều biết. Mà âm giới nếu mà ma quỷ thiên linh hay bất cứ là ai hay là tổ ông tổ nào làm sai thì trời đất cũng đều quyết định hết. Nên là cái này là một người đứng đầu bảng để mà khai mang vùng quán mở là thiên thần mặt trời. Sách năm sau đất Việt Nam mình sẽ có hai vị Phật sẽ là ra đời độ cho chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Cầu xứ cầu gọi là núi Bà Đen, Vị Đen, Tam Đen, núi Thượng Tam Thượng, Tây Ninh Hạ Ninh, Tây Quân Hạ Quân, sông Hạ Vô Hạ, sông Long Quảng Long, là tất cả là con của trời đất mà làm ra tất cả mọi thứ. Là sau đó hút hoàn cầu dị cầu đưa tất cả linh hồn và tất cả mọi thứ về là núi về non. Tại vì họ gom lại năm non bảy núi, gom lại một hành tô dị sông, hành hoa dị tròn, tròn giả tròn gia, tròn di tròn đời, gọi là núi giả quan khăn tứ dự. Sau này núi Cô Tô cũng gọi là Cô Tô Dị Tô Quan Tô Quyện Cô. Sau đó họ gom lại tất cả mọi thứ mà để tất cả chân trời góc biển là con của ai về nãy, để đưa cho họ được chuyển kiếp đi đầu thai đi tu, để cho bề trên được yên lòng mà cha mẹ giao phó. Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có ghé Huynh Phú, thì Huynh Phú chia sẻ về cái hiện tượng cái đám mây tại sao mà bao phủ ở núi Bà Đen. Và thứ hai thì hiện tượng về cái mấy tiếng sấm chớp chỗ ở núi Ông Cấm, thì Huynh Phú ở đây sẽ chia sẻ gọn cái câu chuyện như thế nào, thì mời quý anh chị và cô chú theo dõi gọn ạ. Rồi là như giống như ấm mây ánh sáng giống như hoàng căn, thì người trần gian mình không hiểu, là mọi người là bàn luận xôn xao, là mọi tại vì ngàn năm mới thấy một lần, nên thấy cái điều đó là quá kỳ cục, quá ngộ nghĩnh, nên xin mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá. Đó là bổn phận của trời đất, các vị Phật, các vị thiên thánh thần không biết bao nhiêu người mà để làm ra cái điều đó, để là hoàn cầu xứ cầu gọi là núi Bà Đen, Vị Đen, Tam Đen, núi Thượng Tam Thượng, Tây Ninh Hạ Ninh, Tây Quân Hạ Quân, sông Hạ Vô Hạ, sông Long Quảng Long, là tất cả là con của trời đất mà làm ra tất cả mọi thứ. Là sau đó hút hoàn cầu dị cầu đưa tất cả linh hồn và tất cả mọi thứ về là núi về non. Tại vì họ gom lại năm non bảy núi, gom lại một hành tô dị sông, hành hoa dị tròn, tròn giả tròn gia, tròn di tròn đời, gọi là núi giả quan khăn tứ dự. Sau này núi Cô Tô cũng gọi là Cô Tô Dị Tô Quan Tô Quyện Cô. Sau đó họ gom lại tất cả mọi thứ mà để tất cả chân trời góc biển là con của ai về nãy, để đưa cho họ được chuyển kiếp đi đầu thai đi tu, để cho bề trên được yên lòng mà cha mẹ giao phó. Tất cả không phải mình nên tôi, là tất cả mọi người, Ngọc Hoàng Thượng Đế hay ông cố hay các cụ hành mẹ hay Diêm Vương hay Ma Thiện Vương hay các cả thiên linh nhỏ lớn nhỏ và các ngũ hành cha mẹ lớn nhỏ,
là cuối cùng các vị Thiên Tôn, Hoàng Tôn, Hộ Tôn, Tam Tôn, Lục Tiên và Ngũ Hành Giáo, và cuối cùng nữa là Thiên Thần Mặt Trời qua mẫu đơn, và cuối cùng nó có người sao mai, sao quả, sao mộc và sao định, và cuối cùng là người hành tinh pháp môn nữa đó quý vị. Mô Phật. Thì theo Huynh Phú là thường thường người ta nói, quý vị cô chú người ta nói là thường thường sau này núi bà đen ở Tây Ninh thì gom các vị thần vị tướng về đó, thì theo mà những cái câu sách đó có đúng không Huynh? Không, là đã sai. Chỉ đúng là núi nào cũng có thần tướng để ở từ lâu, nhưng mà tất cả mọi thứ đã hoàn cầu. Thì sau khi họ xong việc là giúp đỡ cho qua là Long Môn Thiên Hội Pháp này rồi, thì sau đó họ mới trở về lại. Bây giờ là họ chỉ gom về một phía là núi Cô Tô Sang Tiên mà thôi. Tất cả cho dù nước Mỹ, nước Pháp, nước ngoài nào hay ở gần ở núi sông biển, khi họ thi cử tất cả mọi người chân kinh, tất cả bùa phép là con của cha mẹ bề trên, sau khi trời đất quyết định xong rồi thì mọi người sẽ về lại quê hương mình. Đó là đạo âm Pháp Đại Pháp, là núi nào cũng có vong linh, mà núi nào cũng có thần thánh, mà núi nào cũng có là thiên thần hay Phật Pháp, đều có hết. Nên mọi người bây giờ chung tay chung sức, dù cho chân trời góc bể, họ được là bảo đảm dị đảm, đưa họ về núi non trước, một phía để mà công khai dị khai, học tất cả mọi thứ hoàn cầu của bề trên. Sau đó xong rồi, là qua tới 14, 15, 16 là tháng Giêng, là tại núi Cô Tô, tất cả là mọi thứ hoàn hồn, dù cho lớn nhỏ với âm giới, hai cha hay là Phật Pháp, đều gom về một phía đó hết. Rồi cuối cùng là họ mới làm xong, rồi họ sắp xếp lại, rồi mọi người chung tay đưa nhau về tất cả mọi thứ, mọi người về một phía. Nên núi nào cũng có. Nhưng tôi nói rồi, khi tôi xuống trần đã giúp đỡ cho bề trên, cho Diêm Vương và Ma Thiện Vương và quỷ sứ quỷ Gia So và các vị La Hán, các vị cứ hay nấu dầu hay là con sâu bọ hay dầu dòi hay là các ngài ngũ hành, sau khi xong việc rồi thì họ được về thiên đắc Phật, họ sẽ không về âm giới nữa. Sau này âm giới đã mở cửa ngục kể từ đây. Sau khi con người mình làm sai, làm tội, làm phá quấy bất cứ điều gì, chắc chứ họ không xử tội nữa, mà chắc làm ba khúc thì họ liền vào địa ngục. Thì lúc đó thành gà, thành cá, mắm dịch gà về tùy theo cái tội. Còn thứ hai, sau khi họ chặt xong, những cái xác đó còn vong hồn mà 3 ngày, 4 ngày một tuần lễ, mà được tu lành, họ thấy ánh sáng thì họ vớt lên cho đi đầu thai và đi tu tiếp. Còn thứ ba, nếu mà tội nặng quá thì họ sẽ không vớt lên nữa. Và thứ tư, người trần gian cũng vậy, mà người âm dương làm sai vẫn bị phạt y gian gì, là đôi bên đều đồng hòa hết, họ sẽ không đương tay. Cho dù Phật Pháp mà làm sai, hồn Phật Pháp làm sai, họ vẫn bị phạt. Mà Cổ Quyền làm sai vẫn bị phạt, mà cái xác của Nhân Phú tôi làm sai vẫn bị chặt, bị phạt là đọa đài với âm giới trước khi chết. Mô Phật. Thì Quynh Phú cho đại hỏi, thì cái đám mây đó là hiện tượng là cũng bình thường hay sao? Hay bình thường thôi, cái này chưa đâu. Còn đám mây hiện tượng, nếu mà trời đất sanh ra, trời thích nếu để con người thấy nữa thì khoảng 13 đến 16 hiện tượng còn sáng sớm lớn hơn nữa. Quynh Phú thể chia sẻ về cái đám mây đó không? Là đám mây này là của dòng trời đất. Nếu mà tính ra gọi là dòng trời, đại trời, kim trời, a trời, tô trời, là a tu la thiên đắc Phật. Tính không biết bao nhiêu mà ngàn vị Phật, mà bao nhiêu vị thánh, vị thần, mà bao nhiêu là phép lực nữa. Họ hoàn cầu sứ mệnh là mượn giả qua, gọi là có hai con rồng và ba đại cố, bốn dài thần, 13 lục tiên, 5 lục bát, thiện dương, ma thiện dương và các cả lục cung và thiên linh nhỏ. Và cuối cùng ngũ hành đất mẹ 1/3, tạo thiên nhiên là thiên nhiên và thiên đời và thiên định, và cuối cùng là thiên âm pháp của trời đất. Mấy câu kết thì tất cả là cái đám mây hoàng quang, gọi là phép Phật tổ Như Lai đó. Giống như phép Phật tổ Như Lai, giống như ánh sáng ban mai, giống như cái kỹ ngã ngành tôn của con người mình, gọi là thiên tượng, hoa tượng, cố tượng, gọi là mây tượng mây, quang tượng quả, núi tượng sông, núi tượng cao, nhị cao tam cao, nhị đời Phật sống, gọi là sống giả Phật đời, ngủ giả Phật tế. Đây là trời thiên niên đất lành, khôn quả Phật đời, giả quả tử quả, giả môn tự kinh, để con người mình hiểu biết mà cúng giái, mà thờ cúng lễ sau này, đất sau này. Nếu mà tôi nghĩ rằng sau này có thể từ 185 năm sau, hay là 250-55 sau, đất Việt Nam mình sẽ có hai vị Phật sẽ là ra đời độ cho chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái hiện tượng trên núi cấm này gọi là Ambala Sabala Ấm Spicy Sáka Ba So, gọi là hiện tượng âm pháp của ai? Thiện Ma Dương và ai nữa, cuối cùng Phật Di Lạc một phần, Thiện Ma Dương một phần, là Ma Thiện Dương một phần, gọi là họ cấu kết với nhau, họ đang mở là dòng là cửa ngục thứ ba và thứ sáu để đưa hoàn cầu về cho tất cả là núi là Cô Tô Sang Tiên và tất cả những là hồng quang, hồng giả, hồng đời của âm giới, địa Phật, ngũ Phật, tam Phật. Cái này mới có 1/2 thôi quý vị, còn mà là 2/3 nữa là núi ông cấm mình sẽ có hai hiện tượng nữa,
nhưng mà tiếng sấm nổ đã nổ vang, tiếng pháp môn đã nổ môn, tiếng bùng trời đã nổ vang dậy. Nên tất cả mọi người cứ yên tâm mà tu hành, mà tu làm sao đúng, tu làm sao sai thì các vị tu bằng thân dạ của mình thế nào tùy mình. Nên làm gì nó ăn, biết một nó một, biết hai nó hai, không hiểu thì cố gắng gắng học hiểu mô Phật, A Di Phật. Cái này lịch sử cách đây rồi các vị, là 13.213 năm mới khai mở lần này là trên ngăn gian đó các vị. Tất cả con người là tất cả âm dương, tất cả là Phật Pháp đều mà chung nhai tay nhau mà giúp đỡ âm dương. Nhưng mà đa số là người âm dương giúp đỡ người âm dương, đều cha mẹ bề trên, A Di Phật, mô Phật. Sau đây tôi xin gửi là các là âm pháp đã tự mở ra, gọi là thiên cử hành tôn pháp môn đôn thiện pháp, A Di Phật. Đắc giả quyền đời, tông giả quyền tông, đại giả bắc căn, ngữ giả trang quang, ngữ hành đại kim căn, tứ đời khoan tứ dạ, quyền vọng ác vọng tự kinh, nay cung cửa đại mở cửa, cung quả đại mở quả, cung hoàng đại mở quang, cung ải đại mở a, cung trời đã khai quang, nay sự ngữ lịch sử ngàn đời chịu kiếp, là kính gửi Phật tổ, kính gửi của quyền thất tổ, kính gửi ma thiện dương, kính gửi tất cả âm dương Phật pháp, hoàn thành sứ mệnh của bài trên, là nguyện nhân phú tôi, trong đó một phần đã giúp đỡ âm giới, và tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ xây dựng cho tương lai, cho tất cả quan hồn dị hồn, đừng để âm dương quan hồn lang thang, đừng để tất cả vong hồn phải nghèo khổ đói khát ở gần núi. Nên hiện tượng này cha mẹ bề trên không thể cho dòng tộc con tộc mình là ngàn đời chịu tiếp, quỷ hay ma hay tinh hay 1.000 năm hay 1.000.000 năm đều là sắp xếp vào là về 5 non 7 núi, 1 non về 2 non, 2 non về 1 non, 5 núi về 1 núi, gọi là âm pháp đại pháp tự giả kim cang, ngã Phật từ bi, thiên đắc Phật núi Cô Tô sân tiên, gọi là bàn chuyển hoàng thiên đại hồng nhan núi Cô Tô, mô Phật. Cái hiện tượng đó là cũng ở núi Cấm chớp đó là cũng bình thường hay Quỳnh Phú? Chưa đâu, còn nữa. Còn mấy hiện tượng sẽ xảy ra, nhưng mà một là trời đất không cho con người biết, hai là nếu con người biết được thì cô công lòng nghĩ sao nghĩ. Nhưng một cái lý một điều, từ đây mà tới mà ngày mà tôi mở Long Thiên Hội tới 14, 15, 16, rồi qua nữa là tới tháng là tháng 2, tháng 3, tháng Giêng, là tháng 2, tháng 3, tháng Giêng là còn ba cái là dị tượng sẽ xảy ra nữa. Nên là trời đất là sẽ là xuống trần là tất cả mọi thứ. Nên họ hoàn thành xong, tôi nghĩ rằng đúng cái trần nữa là ngày là 14 là tháng 4 là mới đúng tất cả là trần trời gốc bệ. Là tới 14 tháng 4 là còn tới 14, 15, 16 là tháng Giêng, là chỉ gấp hội lại tất cả hoàn cầu lại là mới có được có 9/3. Còn qua tới 14 cái tháng 4 là hoàn cầu sứ mệnh, là con ai về nấy, con của Phật về của Phật, con của trời về của trời, con của thánh về của thánh, con của thiên về của thiên, mà con của địa về của địa, mà con của cha mẹ thì được về cha mẹ bày trên, A Di Phật, mô Phật. Cứ nói đi. Yeah. Thì cái hiện tượng mà nuốt cấm chớp dưới chỗ mà ở núi Bà Tây Ninh, núi Bà Đen ở Tây Ninh, thì cái đó thì cũng hiện tượng thì cũng tại là cái đó là do cái gì tạo ra Quỳnh Phúc? Là cái này là không phải gì tạo ra, mà cung cửa địa ngục mở ra là tạo ra, gọi là địa ngục là 1213 và 1216 là khai mở cửa lần đầu này là một tính ra đó là 13.213 năm đã khai mở lòng cầu, là nói thẳng ra con người mình nói với các chị nghe là sống ở đài của Đức hay không là Diêm Vương đều biết hết, và tất cả âm giới đều biết. Mà âm giới nếu mà ma quỷ thiên linh hay bất cứ là ai hay là tổ ông tổ nào làm sai thì trời đất cũng đều quyết định hết. Nên là cái này là một người đứng đầu bảng để mà khai mang quán mở là thiên thần mặt trời. Sát thân thứ hai là của ai? Là của là Phật Tổ Như Lai và mẹ đất. Và ba nữa là và thiện giả qua là của ngũ hành tâm pháp là qua mẫu đơn. Còn bốn nữa đứng kế nữa là ai? Là quyền thần tam thần. Và cuối cùng là lục tôn, thiện tôn, tam tôn, quyền tôn. Rồi lại là thiên tôn. Là mấy độ pháp tất cả mọi thứ. Nên mọi người đều bàng hoàng khổ vụ này vô cùng. Nên hiện tượng gì cũng có xảy ra, nhưng mà đi đúng đường hay đi sai đường, tạo phước như thế nào là tự mình tạo, làm sai nữa thì tự mình biết. Và thứ ba nữa là sau này làm sai lớn nữa thì giao cho Diêm Vương xử lý, mô Phật, A Di Phật. Cái hiện tượng đó thì Quỳnh Phú đã qua lời chia sẻ, thì nhờ Quỳnh Phú chia sẻ về cái đoạn mà những người chết
thì tội mà xuống dưới mà sao có người kêu bằng mà kêu cầu cơ ở Quỳnh Phúc, thì cái đó là ta cầu cơ có tội không Quỳnh Phúc? Người chết rồi, người chạy đây, nếu mà sách sổ thứ hai, sách sổ thứ hai mà nếu mà mình là sinh số hay là mình cầu cơ lên, nhưng mà những cái con đó, một á là ma quỷ đối, hai là bị nhốt phạt, nên á nó cầu cơ nó vẫn bị phạt như thường. Vì nỗi khổ nó khổ quá trời đất cũng sinh cho nó, vì nó không có nước cúng cầu cơ chung chúng cúng gà dịch thay đốt tiền quần áo cho nó ăn thì nó độ mình. Nhưng mà 10 người chỉ được 2 người là may mắn mà thôi, nhưng mà đâu không phải người nào cũng may mắn vậy. Nhưng mà nhầm khi tiền bạc mình là mình có ở đời có đức hay không, nên á cái vụ là ăn chơi cờ bạc này cũng dính trong đó một phần. Nhưng mà khi mình làm cầu nó hoài, hoặc như mình cắt gà dịch máu chó và đổ xuống, sau khi nó lên nó phá phấy mình đó, nếu mình không chụp được nó đi được là nó theo nó phá mình. Nếu có quyền mình lớn thì đủ là đủ nó đi, hay cho tiền bạc nó đi. Còn mình gặp nạn nghiệp rồi, có quyền không giúp đỡ mình là nó sẽ báo mình luôn. Trời, báo thậm chí báo xong rồi nó bắt hồn mình luôn đó. Mình bị bề bạn là bị bệnh hoạn hay gặp nạn nghiệp là nó theo phá. Vì sát của bản mình, ví dụ mình con có trời đất hay con của quyền mà lên không biết tu hành, rồi mà tối ngày mình sinh số mình phá khuấy nó, mình làm gì điều đó. Ví dụ mạng mình lớn không nói gì, mạng mình nhỏ hơn, tới ngày gặp nạn nghiệp là nó theo phá mình luôn, nó bắt mình luôn. Yeah. Bắt hồn mình rồi từ từ sau đó mình làm ăn thua lỗ hay chơi thua này kia, rồi mình kiếu cúng phải cúng không cúng kiến là sau này là mình gặp nạn nghiệp phần nào nữa đó. Yeah. Một phần. Yeah. Nên là có nghĩa là tôi nghĩ rằng là do con người mình sinh thôi. Nên là những đôi lúc của những người mà lại đây kêu cầu hồn lên, nhằm khi bây giờ nó đi tu lành, nó nói chuyện với tôi anh nghe mà, là nó nói nó đang đi tu lành, đừng mài hồn nó lên, để cho nó thi cử vào Long Thiên Hội, học chữ, học sách, học bùa, học pháp. Nên kêu nó về, nó học, nó chụp nó lên vậy, nó mất thời gian. Nếu mà vậy phải giấy gian dữ dằn lắm, nó về được, còn mấy thôi nó bị phạt nó, bị cha mẹ bày tranh phạt một phần. Vì thời gian này là thi cử loại hội Long Thiên, thì theo cái sát căn nhẹ nặng, sát nào hợp thì nó lên thường, còn cái sát nào không hợp thì nó đang tu rồi, nó không khóa, nó không chịu lên. Vì nó đang tu lành mà. Nên là con cái khi bỏ rơi, nó vẫn bỏ cha mẹ mình đi tu luôn. Khi mà anh mà giúp đỡ cho những người đó, khi người đàn bà mình bỏ con ba đời chín kiếp trước, nó nói không có quần áo là phải cho quần áo, tiền bạc, nó xin đồ dép, con gái xin guốc, bộ đồ đỏ, đồ tu nữa. Bây giờ là con nít nhỏ hay người lớn, nói về núi non là nó đòi bận là đầu lam á. Đầu lam mình đi tu đi chùa đó, nó xin đầu một bộ đầu lam, lớn xin lớn, nhỏ xin nhỏ. Là nó đòi là đi tu lành đó, là xin đầu lam, thì tôi phải cho nó với âm giới và xin ngăn bạc, rồi được cho nhà cửa mồng mền nữa. Mọi người cha mẹ đều cho hết, không biết bao nhiêu mà ngàn triệu con nít, đếm không biết bao nhiêu đời mà cho hết, là vô cùng nhiều luôn. Mà mỗi người một phần tay, là ông cố Ngọc Đế và cả Diêm Vương, cả anh một phần, và cả ba Thiệt Dương hay bà Tổ Cô hay cũng thiên phụ nữ, hay các mẫu mà là mẫu mẫu mẹ, hay là hổ địa là hổ thần, hay là thần thánh núi nào, đều là không bận rộn, họ không ngủ nghe được luôn. Mỗi ngày họ ngủ chừng 2 tiếng cái ngữ, anh cũng gì luôn, anh có ngủ giấc cái tối là bằng đêm. Bây giờ anh phải đi xuống địa ngục, là địa ngục của Diêm Vương, là cung điện 113 là 103, là của cuối cùng là ma Thiện Dương 112 92 13, của Phật Dương là 116 và 12. Là tối bữa nào cũng sức hồn đi xuống cúng, là từ 9 giờ tới 3 giờ sáng là mới đi về. Trời, nhắc tối là huynh sức hồn đi. Đây luôn, ban ngày này có vụ án lớn xuống xử, rồi nếu mà ít khách thì xuống dưới đọc kinh tiếp rồi giải cúng tiếp. Rồi sao huynh biết mà ví dụ ban ngày có vụ án lớn? Là thông báo là vụ án nó kêu quan luôn. Và trong hồn nào mà lại lên đây chữa bệnh, nó nói tôi bây giờ vụ án này ai đã xử sai tôi, nó nói ai gì là Phật hay là Diêm Vương hay là Ma Dương Vương là xử sai quan ức cho nó phải kêu quan lại. Thì vụ án đó, một là tôi đích thân xuống, một là Quỷ Nhân Phú tôi, hai nữa là Ngọc Đế, ba là ông cố, bốn nữa là các vụ là Hoàng Thần, Thiên Thần và các hậu pháp, là đều phải xuống xử lại công bằng, là phải cho nó. Còn nếu xử sai là phải bồi tiền là âm giới cho nó nữa đó, bồi thường mà lấy công bằng tất cả mọi thứ cho người âm dương. Nếu nó làm sai thì vẫn chặt đầu chặt tay nó, còn vụ án nào không xử đúng nó phải trả lại cho nó là trong sạch. Nên nó bị thương tay thương giò là nó nói anh một còn hai là quyền, nó xin giá cho nó hết đồng quyền, nó bị cục tay cục thương anh thấy hết mà. Thì nó lại đây nó còn bị chặt tay, còn bị ở dơ nè, tấm bị bẻ ngón tay, nó khóc lóc là đều phải bẻ tay chịu sửa thương nó lại hết, là mọi người gồng sửa. Là mấy cái dông lên bất cứ ngày đêm gì luôn, anh thấy ngày đêm thì vẫn nói chuyện được trên thường luôn. Rồi nó bị lóc thịt lóc xương gì á, ở đời không có đứt hồi đó là hỏi bà là ai, nó bà cố bà si bà so, là tôi giàu có mà tôi ở đời không có đứt, tôi bị thẻo đứt thẻo thẻo vú thẻo gì, lóc thịt lóc hàm móng mắt gì. Bà kêu xin trả thịt giúp bà đọc kinh rồi xuống địa ngục trả thịt cho bà, là đắp thuốc nó men lên hoàn hồn cho lại, là họ mới thoát khỏi cảnh. Khi họ hoàn hồn xong họ vẫn đau đớn trong mình khoảng 5 ngày 10 ngày, giống như các vị bị thương tay mà giá thịt gì đó vẫn bị thương như thường luôn. Mô Phật. Nên là họ nói chuyện với anh mình anh nghe được mà.
nhưng mà đôi lúc họ cũng cứng đầu, có người họ cự với mình, mà có người không cự, mà có người họ nói nếu mà ông giỏi được vậy sức hồn quýnh lộn, hoặc đấu với nó, ăn nói nó mới phục, còn thua nó không phục thì vẫn đấu như thường, còn nó chịu nghe lời mà giúp đỡ lẫn nhau thì mọi người chúng ta giúp vẫn giúp đỡ với nhau. Nó anh không phải một hồn là một vía, rất là nhiều hồn luôn, họ cũng nhiều hồn luôn, người nào cũng nhiều hồn hết trơn, nên là mọi người là nào cũng giúp đỡ hết. Nếu một người mà tu đạo giỏi cho người đó có 10 triệu binh đi chăng nữa chưa chắc cái đấu lại thắng một người, nhưng mà có một người đó là bất cứ lại, ví dụ là âm pháp thì theo người tu lành đạo phép cao, nếu mà người đó có 10 triệu 200 triệu không cần như thế, mà người đó có công cái xác mình tu lành mà có công đức nhiều chừng nào đời này và đời trước nữa thì mình mới là giỏi giang chừng đấy. Khi con người mình mà tu mà làm đúng đời là Phật pháp độ mình, tới thành độ mình, tới ma quỷ thiên linh độ mình luôn. Còn nếu mình làm sai, ma quỷ đối độ mình nhiều, cổ quyền mình lớn nhất nữa tu làm giỏi sẽ bỏ mình ra đi không độ mình luôn. Vì người ta tu làm giống như Phật mà, nên người ta nếu mà tiếp giúp cho mày mà mày làm sai thì tao làm mang tội sao, nên họ giống như dự Phật vì thần thánh, họ sẽ không giờ giúp cho mình. Vì có một câu nói họ nói rằng là môn kinh thế kinh, môn đài thế kiếp, cha truyền mẹ nói, tất cả theo đạo, đạo nào chỉ một đạo để tu hành, giáo thiên long hội pháp, ẩn giả, Phật đời, ngũ đời, kim cang các tự, dù cho cố cốc hay là ông bà hay quỷ thần hay thiên thần, nếu mà độ mình thật sự mà mình lại làm sai được thì họ sẽ không độ mình nữa, họ chỉ đứng bên ngoài giặt cái núi non họ giấy gian độ cho mình thôi. Còn nếu mà họ giúp đỡ cho mình mà làm sai làm ác nữa thì họ vẫn mang tội với địa ngục, nên cổ quyền giống như là họ trăm họ ngàn đời kế họ. Nên con người làm sai thì vẫn công an phải phạt, mà ông giới làm sai trời đất vẫn phạt. Nên ví dụ mình dỗ dắn cái đầu dỗ dắn mà mình làm sai một cái đi, có người cổ quyền không chấp nhận nữa, họ sẽ không độ, và họ tìm một người nào đắc đạo và hiểu đời và hiểu kính, bất cứ là ai trong số trong nước Việt hay nước ngoài, nếu mình đúng đời đúng đạo là họ sẽ độ mình. Nhưng mà một điều nói là phải đúng, nói một phải có một, nói hai phải có hai, còn có một đó mừ chỉ là miệng của mình nói thôi, mà sau này mình nói nhiều quá mà không đúng như những điều mình nói là mình sẽ bị đọ đài và bị phạt nữa. Nên chuyện gì biết thì hiểu âm dương hay hả nói, nếu mà hiểu âm dương, hiểu được cha mẹ nói chuyện hay hiểu tất cả là mọi thứ là mình nói đúng thì không sao. Còn mình hiểu trong sách vở, ví dụ nói như thao tì các gì mà sau này bị đò đại khổ không là trời đất cũng là quán xét mâu Phật. Công đài có nói một câu nói rằng đó, tử giả hoàng đời, tông đài hiểu thấu, cha hiện trời, mẹ Phật mong, hiểu đài hiểu thấu thì nên hiểu, không hiểu thì không cần phải nói. Mà nếu quỷ giáo phú tôi làm sai, tôi vẫn bị đò đài, mà tôi chẳng phê bình ai và cũng không muốn là chữ mắng hại ai, ai làm để ăn. Còn nếu người ta làm sai tự chịu. Nhưng thứ hai nữa gọi là môn Phật định đời, tâm thiên đắc Phật, môn thiên hoàng thiên đại tự thiên, Phật hiển lòng hiển đại từ bi, từ bi thị xã ta xã quả, từ bi a ca ngụ si a quan ca đây si a, gọi là tử môn đại kỳ thiết kỳ tam giáo hoàng cầu lãnh ngộ. Nếu mà mình không hiểu thì không cần phải nói nhiều, mà hiểu thật sự rồi hãy nói. Nhưng mà sau này nếu ai họ hỏi tôi vì vấn đề Phật pháp âm giới hay là cổ ngũ hành hay là bất cứ bù phép nào âm giới hay là đạo nào, bao nhiêu sư tôn, bao nhiêu Phật pháp, là bao nhiêu khoáng quang hay là bao nhiêu là bất cả là phần căn vậy căn tam căn hay các bao nhiêu phần hồn của các thánh thần mại, tôi sẽ trả lời cho nghe sát thứ mấy và thứ mấy, ai sẽ độ mình, gốc gác ở đâu, mà tu lành thế nào là đúng, mà tu thế nào là sai, mà thế nào có công đức, mà thế nào là có tội, là tôi sẽ trả lời cho nghe. Mô A Di Phật. Tôi chỉ phiên cho một người là âm giới, là người có quyền âm giới, hãy cố gắng mọi người xúm tay giúp lại cho người âm dương hoàn đồng sứ mệnh của bề trên, để cho họ được về non về núi về chùa, bất cứ cổ quyền nào khó khỏi cảnh địa ngục thiên tai. Cho dù con lớn con nhỏ nghe, giống như cái đĩa bay, giống như âm pháp, giống như trời định, tại vì là cổ quyền âm giới đã mở cửa tất cả. Bây giờ tất cả là ngục núi về núi tam núi đều có ngàn người triệu người tu, nhưng mà núi Bà Đen thì tất cả dòng hồn họ phải đưa về núi Cô Tô săn tiên, gọi là hoàng thiên vị tiên, hoàng tam vị tam, hoàng trời đỉnh mỏng là cung thiên địa thiên, gọi là long thiên hoa hội. Bất cứ núi nào từ từ sẽ xảy ra là hiện tượng tùy theo lớn nhỏ. Vì núi Bà Đen các vị Phật, các vị tôn và các vị thánh, các vị thần đã ra đời tất cả mượn âm pháp đầu pháp, gọi là giống như từng mây, giống như âm pháp, giống như thiện tượng của trời đất Phật, đó gọi là âm dương đại kim dương đất Phật hạng quảng qua, gọi là công pháp đại pháp,
để hút tất cả mọi hoàn cầu, dị cầu, tam cầu của người âm giới, nghị giới. Sau đó là tất cả mọi thứ phải đưa về trời đất. Cái đó là hiện tượng là mới cung toàn cõi hai thôi quý vị. A Di Phật, nên là các vị không cần suy nghĩ nhiều. Ai không dám nói, tôi dám nói hết. Vì tôi là bề trên cha mẹ dị cui, là kêu xuống trần để phổ độ. Là tôi xuống âm dương địa ngục là điều đó. Nên tất cả mọi thứ là mọi người chúng ta sức giúp cho âm dương mở cửa đưa về núi về non, để cho họ ngàn đời vĩnh cửu, ngàn đời không phai, cho họ khó khỏi cảnh khổ sở và bùa ngải, hay là bị đài đọa với âm ngục là những người tội lỗi ngào là ngàn đời kiếp. Nên là mọi người chúng ta sức giúp đỡ nhau, không phải một người là giúp đỡ trong núi đâu, không thể nào đếm hết được. Nhưng mà hiện tượng này chỉ mới bắt đầu 1/3 mà thôi, nên cái gì đến nữa nó sẽ đến nữa. Nhưng mà quý vị không cần phải lo lắng, cứ an tâm mà an cư lạc nghiệp. Mô Phật. Thì theo huynh Phú là có nhiều người người ta nói là Phật về và tiên về, thì mong huynh Phú chia sẻ về cái núi Bà Đen để có nguyên một cái đám mây mà bao. Cái đó để nói đúng ra thật sự là để nói các vị ngăn gian nghe. Nếu mà tính ra cái âm pháp đó là cách đây là như không mười mấy triệu năm nay rồi, nhưng mà cái đó người ta hoàn cầu lại, tính ra không dứ là 32 tỷ người mà tạo ra cái không gian đó, để mượn mây, mượn gió, mượn pháp, mượn của trời đất, gọi là pháp môn đại địch thiện pháp của liên thông pháp hội, gọi là thiên thần mặt trời, và cuối cùng là qua mẫu đơn. Còn người hai người đó giúp đỡ nhau gọi là tứ hải long dương gùa già, người thứ ba nữa gọi là diêm dương và ma thiện dương, nên mới tất cả mọi thứ hoàn cầu với nhau giúp mọi người chung tay mà giúp cho các chị là của hoàng căn hoàng qua, và cuối cùng là hoàng âm pháp, gọi là sách 12-13 của địa ngục ma thiện dương, và cuối cùng là diêm dương, gọi là pháp môn đại không pháp. Pháp lòng tự giả tâm, tâm giả tử giả đời, thiên giả tử giả ngôn, ngôn giả tử giả thiên tôn, ngũ giả Phật môn đại kim căn, các tự ngã hành tôn bộ thiên âm, gọi là hành căn, tùy theo cái nghiệp đời trước đời sau và kiếp này kiếp nọ. Nếu mà hành căn nặng nhất tính tới 36 kiếp, còn nhẹ nhất là 32, nhẹ nhất là 13 kiếp là nhẹ nhất, mà tùy theo cái hành căn bộ tộc mình làm cái điều gì đó, tu hành hay bị đài đọa lên, hay là bị là làm thầy bà mà trả nghiệp đời sau cứu khổ cứu nạn thêm, hay con của trời đất hay con của thiền, nhưng mà tùy theo cái căn. Nếu cái căn đó để có biết cúng giái né kiếp nạn thì nhẹ lòng là nhẹ căn. Còn căn mà ví dụ như người âm dương nó bị thương tật, bị đài đọa lên theo sát ở con người ở, đâu phải một hồn đâu, nên khi dính vào cái hồn đó bị là dính bùa dính ngải, hay là bị lào quyền lào phá, hay là bị cái nhà cái cửa cục đất nó phá, hay là họ đi xuất hồn ra đánh lộn người ta bị thương tật vô nhập vô xác mình, xác mình bị bệnh hoạn nạn nghiệp và khổ sở và nhức đầu chóng mặt hay là đau ốm, đó gọi là nghiệp đó. Một là nghiệp 3, 2 là nghiệp 6, 4 là nghiệp 13, cuối cùng là nghiệp đài đọa, là thân xác của người ngăn gian. A Di Phật, Mô Phật. Là để tôi nói cho một cái câu nói này gọi là kinh pháp, là độ pháp. Nam Mô Bổn Kinh Dạ Kinh, pháp môn đại của Phật Tổ Thiện Thiên Tôn, Bổn Dạ Cầu Kinh, Tứ Giả Phật Kinh, Đại Thiên Tứ Tự, Hoàng CGA, Onca, gọi là Mô Kinh, Thiết Độ Quyền Căn. Căn nào nếu mình làm phải, trời đại cho ăn. Nếu Phật Pháp dạy mình, đi đúng độ, đúng đường, cha mẹ dạy mình, gọi là tu hành bằng tâm dạ, thờ cha kính mẹ, một lòng hiếu đạo, một lòng hiếu cha. Trời cao dĩ cao, trời cao một quãng, trời đất một trời, hiện tượng ba tượng, hiện đời ba đời. Bây giờ cửa ngục thiên lôn đã khai mở, là còn là 10 mét, theo tọa độ khoảng từ 12 đến 16 hiện tượng xảy ra trong nước Việt. Nhưng mà các chị đừng hoang mang, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Hãy cố gắng mà tu tập lo làm ăn. Nhưng với một điều, ở phải thì trong đời mà bao nhiêu là chịu kiếp. Nên mà trời đất bây giờ đó là đã tất cả mở cửa, tất cả mọi người đã xuống trần. Nên mọi người chung tay chung sức. Nếu mà con của Phật đó là đầu thai lên mà tu hành mà mình không biết, rồi mình làm bậy làm bạ, vẫn bị chặt, bị đài đọ. Rồi con người mình nếu bây giờ tính tới là, nếu người mà con người ngăn gian tính tới là 33 kiếp, thì theo kiếp nào mà là quýnh cha mẹ, hay là phá quấy, hay là phá hoại, hay là hại chúng sanh, thì còn tính theo nặng nữa. Nhưng mà chuyện nào là ra chuyện nấy. Nếu các chị ở tu hành đạo phải, gặp diêm dương thì diêm dương sẽ giúp đỡ các chị là tu hành, hay dù có kiếp nạn, hay là làm ăn âm giới, hay là đầu thai ngăn gian là đều có. Nhưng mà làm sao vẫn bị đài đọt, vẫn bị đài đọt, vẫn bị phạt, và vẫn các chị ở dưới âm giới địa ngục vẫn có công bừng, công băng, công quả, công ngũ, công hành, công đạo, đều có công, tất cả là mọi thứ là mọi là bề trên. Nên hy vọng rằng nếu các chị đi đúng đời đúng đạo, là tôi nghĩ rằng thờ cha kính mẹ, thờ cổ quyền và thờ ông bà nuôi cha mẹ là tốt nhất.
Còn đạo nào cũng đạo, đạo nào cũng tôn thờ. Nếu mà các vị đã nói tu hành, cho dù phát áo là áo vải hay áo lụa hay là áo cà sa, thì đều ai làm là nấy ăn. Bộn ai, bộn phận ai làm là mới hiểu. Nên không cần phải tranh đua là hơn thua vào ai. Thì đó gọi là đội đạo chính nhân, đạo chính nghĩa, và cũng gọi là đạo của người người ngăn gian. Nên là tôi tin vào các vị là âm dương và cha mẹ bà trên là của quyền, hay tất cả Phật pháp là thánh thần, là quỷ, là ma đối. Nên họ không muốn xử phạt ai, nhưng mà mình làm sai vẫn bị đọa đày. Mà tùy theo công đọa đày, từ theo công phạt, mà từ theo là công tu hay là công phá khuấy hay là hơn thua, là công nào là tùy theo công mô phạt. Nếu mà tội mà thật sự mà tội chửi cha mắng mẹ, quýnh cha mẹ, tội đó là sẽ là xuống dưới. Nếu mà muốn đi đầu thai nữa, từ 700 năm đến 1.000 năm, hoặc như đến 1 triệu năm luôn không chừng nữa. Tội đó xuống là phải lóc thịt là 13 lần, là lóc xương, là xẻ xương, xẻ cắt gân là 22 lần, là bỏ vô cối, là đục gọi lại cho chàng gian, gọi quết, quết cuôi quý vị. Quết là phải 3 lần nữa. Khi chết rồi, hoàng hồn vẫn sống vậy, vẫn hành hạ tiếp. Nên tội đó khổ vô cùng. Hy vọng là người âm giới hay ngăn gian, nếu mà làm cái tội đó âm giới cũng phải đi đọa đày vậy, mà ngăn gian cũng phải bị như vậy. Mong rằng là mọi người là đừng bao giờ dính vào chuyện gì. Tôi khuyên một người có cha thờ cha, có mẹ thờ mẹ, để mà tôn đạo hiếu của mình. Vì đời đất đã lập đời lập đạo, nên tất cả mọi người không ai muốn mà làm sai, mà cũng không ai muốn mà cha mẹ mình muốn mình làm ác, mà cha mẹ nào không muốn là phải kêu con mình là đi vào con đường cùng hay ngõ cụt. Chỉ khuyên mọi người gắng cố gắng mà tu tâm dưỡng tánh, ăn gì được là ăn, mà làm gì được cho cha mẹ xã hội mình, đó là bổn phận, là trả hiếu cho cha mẹ mình. Đừng bao giờ làm hơi là sai đường của mình đi, là sẽ khổ đó. Mô Phật là trong sách vở là nếu mà con cái chửi cha mắng mẹ hay đập bàn thờ hay là phá hoại người đời, gọi là có công sách là thứ hai, gọi là công đọ. Một là ơn trên nghĩa mẹ dị đời, ơn ta chưa chọn ơn đời là mẹ cha. Một đời kính hiếu làm cha, hai đời kính hiếu làm mẹ, bốn ta là của đời. Thương con thương cái dạy nên thờ, thương cha thương mẹ một đời là con. Thì con làm hiếu đạo trả nợ cho cha mẹ, hay cha mẹ giúp đỡ cho con, thì mọi chuyện sẽ qua, vượt qua kiếp nạn khó khăn. Nên xin mọi người nếu hiểu dấu, dù cho con của ai là con cũng được, mà con tới 13 là lỗi con, thì mình có bổn phận làm con, thì nên là đạo hiếu là một, hai là cúng thờ, ba nữa là cái các vị hãy gắng cố gắng mà dưỡng tâm tu mình, đừng bao giờ đi đến con đường sai. Rồi sẽ gặp là nghiệp, cuối cùng gặp khổ mà thôi. Mô Phật. Xin tội người nào là con của Phật pháp hay của quyền hay là của ma quỷ, mà người đó biết đời biết đạo mà nhẹ lòng là nhẹ tội, thì tôi xin được giải được đọc kinh. Là bài kinh của tôi gọi là Độ Pháp Tam Pháp, là phổ độ chúng sanh, gọi là kinh thứ hai của Phật tổ Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiền đời tiền kiếp, tiền đổ tiền đau, tiền quan tiền ngã, tiền sân của đời, môn quả quả đời, môn kinh kinh độ, pháp đời độ ta, gọi là Sika Dakamo Hao Giang Quang Si Seki Onkamo. Nếu dịch lại tiếng Việt gọi là tử giả, tử kinh, tử đời, tử khổ, phổ độ, tiếng đời, tiếng khổ. Nếu con cái hay cha mẹ mà biết hiểu, biết đời, biết đạo, thì tội đó chưa có đáng là bị tội nghiệp quá. Thì tôi chỉ xin giải gian của quyền âm giới địa ngục 13, là gọi là ly hương của Diêm Vương và Ma Phượng Quang, gọi là Phật Vương hay là Diêm Vương hay là Thiên Ma hay là của là Ma Thiện Vương. Rồi xin nhẹ nhàng lại. Còn các vị làm sai quá thì tôi không thể xin được, vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều có cha mẹ bà trên quản. Nếu mà vụ ấn lớn lớn chừng nào, vụ án quán lớn chừng nào âm giới, là tôi cần đích thân phải xử. Một là tôi, hai là Ngọc Hoàng Đại Đế, ba là Ma Thiện Vương, bốn nữa là Diêm Vương, còn năm nữa là ông cố, hoặc như là cố bà, phải đích thân xử vụ án đó, lấy lại cho công bằng tất cả mọi thứ. Và họ sẽ quay lại tất cả mọi thứ là trong vòng 13 kiếp đó, hay 33 kiếp, thì quay kiến các cả kiến trời kiến đất, là có 102 là cái độ kiến, 18 cái kiến quan và một kiến trời đất để đo. Các vị làm sai cái điều gì đều quay là hết. Giờ đó mấy giờ phá phấy ai, làm gì, ăn cắp trộm gì, hay chửi cha mắng mẹ, hay là gậy gọc ở với ai, điều kiến đó phải quay lại từng hồi và nói dốc gì với lương tâm, và mình hứa gì lên ngăn gian đều phải quay lại hết. Mô Phật. Cho dù cục đất đó có ngàn đời ngàn năm triệu kiếp, cục đất đó của nhà vua ở, hay là nhà giàu mà ở Phú Hộ ở, hay là thầy pháp hay thầy bà, hay là hầm chôn cái cách nào lúc nào ở đó, bị nhốt bởi vì ai phạt tinh quỷ ma đó,
thì tôi xin giấy đọc kinh và xin giấy giang, sau đó phải cho nhà cửa nó hay mùng mền quần áo gạo thóc nó là tất cả cùng cha mẹ cho, là đưa nó về núi về non cho nó tu lành kể từ đây. Nếu mà nó không chịu về thì trời sẽ phạt nó, là không bao giờ vĩnh viễn nó được là đi đầu thai hay xuất, thì đài xuống địa ngục luôn, cho dù quỷ ngàn năm hay 100 năm hay 1000 năm hay 1000000 năm thì trời vẫn giáng phạt. Vì cửa ngục đã mở, thiên tôn đã xuống trần, cha mẹ đã xuống trần, tất cả mọi giới là đều khai mở, tất cả là hoàng cung, vị cung, tam cung. Nên dù cho quỷ ma hay tinh hay lớn nhỏ đều phải về chân trời gốc bể mà lễ để mà học kinh pháp, để gọi là giáo long thiên Phật pháp, đại tự viết tự, đại kinh viết kinh, ngã Phật chôn Phật để phổ độ chúng sanh. Đây là ý trời của cha bề trên, nên không ai cãi lệnh được. Con người ngăn gian mình như thế nào thì tùy thôi, còn với âm giới là phải bị là đi về hết. Còn nếu là kẻ nào mà không chịu về thì ở trong xác của bất cứ người nào, họ ví dụ như là coi là mình mạnh giỏi, mạnh khỏe, cứng đầu hay không cần vào Phật pháp gì, hay sau khi cái xác nó bỏ xác thì âm pháp của trời đất mẹ đó sẽ hút vào địa ngục, rồi sau đó xử án sau. Nếu cái hồn nó làm sai, làm hại chúng sanh âm giới mà theo phá phấy thì cái hồn âm dương nó phải dẫn bị chặt đầu chặt tay. Bị... Sói đi cứ tắm đi, vừa bận qua sói. Ăn đi. Bổn giả kim giả cắt giả, nay lớp thịt bà dương dương trả lại thành sao chứ? Được hết rồi. Bản sơ lịch sử, tội lỗi vừa qua đã xong, báo cáo dương dương. Giờ đây không còn tội lỗi nữa mà chết xuống dưới phải tặc làm 20 chi xong. Nhưng người này nếu mà tu hành thì giỏi được thì kiếp sau lên đầu thai là người. Còn không có thành cho kiếp cấp hơn 3 triệu năm. Người này con của A Di Đà Phật mà đồng tử thì tự hứa lên ngăn gian. Nếu mà phạm vào bùa ngải lực ngải anh ở với trai gái thì bị hình phạt như vậy. Trần gian không hiểu được, bây giờ đã thấu hiểu Phật nào. Đó là lực phạm của trời đất ra. Nay chị băng ta băng ăn xá tội. Tỉnh lại. Bùa ta si cơ mong. Đuổi không? Bùa si đi vi cơ mong. Tôi nói rồi cái gì độ giờ cái gì thấu hiểu là mát thì gặp mát, cái này là thực cái ra với âm giới thôi, nhưng mà ở dưới còn gấp cha ngàn lần nữa, bây giờ là chỉ vậy thôi. A ca si cái món bô si cái bo ca mo hoàn hòn sống lại đi, tỉnh lại, ngồi với cúng giới đi, ngồi lên bô vô si cái bo, ngồi hồng lên, quỳ lại của quyền đi, sám hối của quyền mô phật 3 lần. Bô ca si cái bo ca mo, được rồi, A Di Đà Phật tôi xin trả hồn xác lại, trả tội lại nghiệp ngạn qua, xin đóng phạt 1 triệu đô cho A Di Đà Phật chuyển không nhận, dương không nhận, lấy là đi.